Cách chữa hát tranh phô. Chơi vơi qua ngày đông sao thấy. Ngày đông sao thấy. Ngày đông sao thấy. Hát mạnh lên thì mới tới chứ. Ngày đông sao thấy. Một lần nữa. Ngày đông sao thấy. Lắp chơi vơi qua vào. Chơi vơi qua ngày đông sao thấy cô đơn và lạc lõng. Thấy đúng hơn chưa? Thấy đúng hơn chưa? Thế đấy là cái phương pháp tập đấy.